Chào các bạn, hôm nay tôi nhận xét thêm về bài làm của sinh viên. Thì bài làm của sinh viên với đề như sau. Đề là viết một chương trình nhập vào bán kính tính và in ra diện tích của hình tròn, thể tích, hình cầu. Hướng dẫn là công thức tính diện tích là S bằng pi, R bình phương và thể tích là 4 phần 3 pi R lập phương. Theo yêu cầu của bài làm bắt buộc phải tuân thủ cái như sau. Thứ nhất là vào là nhập dữ liệu dùng CIN theo thứ tự là R, tức R là số nguyên. Và có một biến nhập vào, thứ hai là chỉ in ra màn hình để dùng Cout đáp án thôi. Mỗi số trong đáp án cách nhau một dấu cách. Ví dụ Cout F rồi dấu cách rồi đến V. Lưu ý không in ra màn hình bất kỳ thông tin gì liên quan đến yêu cầu của đề. Với cái bài này thì sinh viên có gửi cho tôi bài làm, gửi tự động lên server bài làm như sau. Đó là include iosim.hmat.h, sau đó thì định nghĩa cái số pi, khai báo error kiểu nguyên. Cái này hoàn toàn đúng rồi, không vấn đề gì ở void main cinr. Cái đoạn này là rất là đúng, bởi vì cinr bạn không in ra cái gì thừa. Nhưng nếu như để chấm bài tự động thì cái đoạn này là không được, chưa phù hợp với đáp án. Lý do là như này: đáp án người ta yêu cầu là chỉ in ra đáp án thôi, mỗi số cách nhau một dấu cách. Ví dụ Cout dấu cách V, nhưng ở đây bạn lại Cout S bằng, thì cái S bằng này này đấy, chương trình chấm thi tự động sẽ không biết là cái gì đấy, và V bằng chấm thi tự động sẽ không biết là cái gì đấy. Chưa kể nói là S thì dấu cách này liền luôn đấy, còn V thì đây này có là dấu cách đấy, đây có dấu cách, đâu có dấu cách, thì tất cả cái này này nó sẽ in ra màn hình cùng với cả cái đáp án như này. Mặc dù chương trình này nếu mà chạy bình thường thì rất là đúng đấy, không vấn đề gì cả đấy. Đây tôi có thể chạy thử cho các bạn xem. Nhưng khi mà đây, thì khi mà chạy chương trình ý, thì chương trình sẽ tự động gửi vào đây một số chính là R, ví dụ như nó sẽ tự động gửi vào số 5 đấy. Xong nó sẽ chương trình sẽ chạy, để chạy, và ở đây in ra như thế này là chưa được. S bằng 78.5, V bằng như này, thì cái S bằng cái V bằng này là chưa đúng với yêu cầu của đề. Mặc dù bài này là đúng về mặt nội dung, tức là các bạn chạy là hoàn toàn đúng, không sai đấy, tức là tính S tính V, nhưng ở đây cái chuẩn đầu ra là Cout S dấu cách V thì các bạn làm lại chưa đúng. Thì đối với bài này thì chỉnh sửa như thế nào để phù hợp với cả cái bài chấm thi tự động thì chúng ta sẽ chỉnh như sau. Ví dụ như nhập R, sau đó chúng ta in ra là đầu tiên in ra diện tích S trước, tức là pi R bình phương. Các bạn bỏ dòng này đi, bỏ cái đoạn này đi. Đấy, Cout. Xong rồi có thể thêm ở đây hoặc là ở đây chấm phẩy, thì ở dưới dòng này này chỉ có đúng một dấu cách. Lưu ý đây chỉ có một dấu cách đây nhé. Đúng một dấu cách, vì đáp án là một dấu cách. Nếu các bạn để hai dấu cách này là sai, cho nên các bạn để đúng một dấu cách thôi. Thì khi mà chạy chương trình ấy, nó sẽ ra kết quả như sau. Ví dụ như là nhập 5 là Enter, thì cái số đằng trước máy nó sẽ tự động hiểu đó là tương ứng với S. Đây, số đằng sau sẽ tương ứng với V. Cái error này là chương trình sẽ gửi vào. Như thế này mới phù hợp với chấm thi trên máy tự động. Các bạn lưu ý giúp cho là cái đầu ra phải chính xác so với đáp án. Tất nhiên các bạn cũng có thể làm như thế này, là như thế này đấy, như thế này cũng được, không vấn đề gì. Đây chính là S đấy, một dấu cách, và đây chính là V. Hoặc các bạn có thể làm như thế này: float S phải V chấm phải, sau đó các bạn nhập R đây, các bạn cho S bằng V bằng đấy, thì các bạn lấy cái số ở đây, các bạn cho S bằng cái này đấy, ở đây các bạn cho là S và ở đây chính là V, các bạn cho V lên đây đấy. Thì ở đây có thể tính bằng hai cái công thức như thế này đấy, SV thì đầu vào là R, tính toán xong rồi Cout ra SV, ví dụ như thế này vẫn đúng đấy, không không có gì đặc biệt xảy ra cả.
Thì như thế này chính ra có khi nhìn lại giống với cả yêu cầu đề hơn, thì có khi lại dễ hơn. Đấy, mặc dù là có thêm cái biến phụ nhưng không sao. Chương trình chỉ chấm đáp án đầu vào, chương trình chấm đầu vào và đáp án đầu ra, chỉ như vậy thôi. Đấy, thì hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm trong quá trình làm bài để chấm thi tự động tại trường công nghiệp ta. Chúc các bạn làm thi tốt.